Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Let's Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series Let's Play với tựa game This War of Mine. Vâng, và không lan man hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Ở tập đầu tiên chúng ta đã qua được tầm 2-3 ngày. 2 ngày đầu tiên đi kiếm thức ăn. 3 ngày đầu tiên đi kiếm thức ăn. Thế theo mình nhớ không nhầm thì ngày hôm nay sẽ có cái đám đến hỏi xin thuốc và mình nghĩ là mình sẽ từ chối thôi, bởi vì là lúc đầu làm gì có gì đâu. Ok, very hungry, slightly sick này, very hungry này, mệt này, xuống nấu cơm. Đó, thì các bạn như trước mẹ nói ra đây, mỗi người sẽ có một cái bio riêng của người bản thân và bạn có thể check qua tình hình của nó bằng việc để ở đấy, bấm vào cái phần bio đó. Thì bạn xem thôi. Ô chết, mẹ nhầm. Không 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 không, thằng này. Mày có yếu đuối gì đâu. Cái này bạn chỉ được có thể tương tác bằng chuột nên là nhiều khi bấm nó cũng khó. Không sao. Đấy thì cơ bản thì mình đã nói hết rồi, những ngày đầu chỉ như vậy thôi. Còn việc ăn uống thì có một lời khuyên cho các bạn là chỉ nên ăn ăn 2 ngày 1 lần. Này, tính là mỗi 2 ngày nó lại very hungry 1 lần nên là đúng, nên ăn 2 ngày 1 lần thôi. Nước. Dậy đi em, dậy ăn cơm. Thường thì bạn sẽ xây số nhà, số 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 giường bằng số nhà, số người trừ đi một. Thì buổi đêm thì cái thằng một thừa ra đấy, một thằng đấy sẽ là một thằng đi Sagaven nhá, rồi một thằng còn lại sẽ canh gác. Thường thì ngay đầu đêm đầu tiên thì không ai bắt bạn phải canh gác, bởi vì sẽ không bao giờ có chuyện bạn bị cướp đêm đầu tiên. Nhưng mà mình đợi thì có người gì cơ. Nhưng mà những cái đêm tiếp theo thì tốt nhất nên để một thằng canh gác, nên chế một con dao hay các thứ cho nó đấy. Took refuge in the building, the thing you're supporting made earlier, yes, but you didn't say hello. Đó là our garden. Yeah, enjoy. Thank you. Đấy. Đấy, thì có người cảm ơn. Cảm ơn bạn. Những người cũng được phết nhỉ. Ngon đấy. Yêu thế chứ lại. Đấy, mấy cái tình huống này xảy ra rất là random nên là mình không biết là cuộc sống này nó sẽ đi về đâu nữa, nhưng mà thật vui vì trên đời vẫn còn những người tốt. Mình vui lắm các bạn ạ. Nhưng mà như mình nói rồi đấy, qua một ngày đợi đến 11 12 giờ có người đến, không đến thì thôi. Các bạn biến nè. Mình qua ngày end day. Cái việc bạn end day nó cũng skip luôn mọi thời gian nó tính ở trong ngày. Nên là bạn không phải lo việc end day trong khi bọn nó đang ngủ. Bọn nó không không sao đâu, bọn nó sẽ tự động chạy hết mà. Đâu rồi? Ok, scavenge đi. Hôm nay mục đích mình đây là lấy đồ. Như đồ như kiểu nhà chẳng hạn này. Chắc chắn con này là con chuột thôi mà. Người thì mình biết ngay. Đấy, chuột biết ngay mà. Sư con chuột. Ủa, nhiều gỗ thế. Có thể bạn không biết nhưng mà gỗ là một nguyên liệu chất đốt rất tốt.
Nhưng mà nhiều gỗ quá lại không tốt, bởi vì mình đang cần mấy cái này. Shotgun shell. Trời ơi. Thực sự thì shotgun shell ấy về sau mình trao đổi là chính, chả bao giờ dùng luôn. Đây. Chả bao giờ dùng luôn. Cầm này về vẫn thiếu đấy. Ôi. Mấy cái kiểu shotgun shell với gunpowder về sau bạn dùng bạn chế súng thì ok, ổn thôi, nhưng mà về sau thì nó cũng ngoài việc chế súng ra thì bọn nó thằng thằng Iva Vic, Ivan Victor này, nó cũng không bao giờ nó chết nó thích về cái gì đấy đâu. Thứ thứ duy nhất hôm trần trước mẹ nói rồi, medic, đồ ăn, đồ electric. Thằng thằng ấy nó không bao giờ chơi electric cho mình luôn, mình thề. Cái đồ electric là cái thứ khó kiếm mà có nhiều tác dụng nhất trong cái game này, mà nó không bao giờ nó chơi cho mình, phải đi kiếm rất là mệt. Mấy ngày đầu kiếm còn dễ, nhưng mấy ngày nào thì ngày sau trời ơi, mút người tao đi, mệt mút người. Vẫn chưa đủ 30 à? Ok. Đợi, 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 đợi. Cái game này cũng chả có gì nhiều để nói. Mình cũng... Ơi! Làm gì đấy? Đấy, nhiều khi bấm nhầm, khó chịu lắm. Chạy nhanh lên. Tại sao mình lại ra cố chứ nhở? Mấy cái đêm đầu tiên thì lo quái việc bị trộm cướp chứ. Trời ơi, tôi buồn quá, tôi lại làm gì vậy? Tôi đã làm cái gì về cuộc đời tôi vậy? Ôi rồi, ôi, tôi buồn quá. Hết gỗ luôn. Còn là ngủ đi. Trời ơi, những ngày đầu tiên mình cảm thấy cái nhà mình nó cứ trông vắng thế quái nào ý. Trông vắng vãi trưởng ý. Uầy. Trời ơi. Đấy à, bọc cái các bạn sợ ngay, các bạn không dám cướp đâu. Mình chắc hôm nay cũng chả có ai đến đâu mà. Ôi, cần nhiều gỗ thế. À đấy. Đúng rồi, cái này phải update 3 lần. Cái va cái workshop này phải update 3 lần nếu mình nhớ không nhầm. Một lần nữa ấy, hai lần đấy đúng không? Thì một lần nữa là cho bạn cái cửa điện tử. Lúc đấy thì bạn không cần phải lo lắng về việc gas nữa. Bạn sẽ cho nó đi ngủ thoải mái, bởi vì lúc đấy thì có cửa điện tử mà nó vào mà nó sẽ báo, không lo vấn đề bị caught off guard. Bạn chỉ cần lo vấn đề vũ khí lúc đấy thôi, nên bạn cứ thoải mái đi. Mày có gì cho tao? Em cần đều. Cây đều. Mày có gì? Mình chả thấy mình cần cái gì trong cái đống này cả, bởi vì cái gì mình cũng có hết rồi, trừ hạt cà phê ra. You can have almost nothing. Lấy ngay, bởi vì cà phê bây giờ đang rất là hiếm. Mình có đang có 3 cái 6, 7. Thêm một cái nữa đây. Ok. Electric pack luôn luôn phải giữ lại, không bao giờ đổi. Sách. Sách chắc không được rồi. Về Generate Abzu. Ta lấy thêm cái này nữa. Trời ơi, tôi phải lấy cái gì bây giờ đây? Mình nghĩ là... Sao cũ à?
Udo try harder. Fuck you, Udo try harder. Thề rau củ đắt vãi. Zero of zero. Ui, lấy cái mẹ đỡ phải nhặt. Udo try harder. Udo try harder. Ok, cũng cần thế này thôi, không cần deck gì nhiều. Ra chế thêm cái nữa. Mình tưởng hôm nay không ai đến cơ, cuối cùng vẫn có thằng Ivan Vantovic kìa. Làm sao đây, giờ xem còn gì. Chúng ta cần làm gì nữa? Thêm hai cái filter này. Chúng ta có một cục kim cương. Một cục kim cương à. Mình nghĩ là mình sẽ đổi lấy gỗ. Bởi vì kiếm cái material này một ô là được 4 slot nên mình cũng không cần nhiều. Mình nghĩ mình sẽ lấy gỗ bởi vì gỗ nó khó kiếm ý. Nó không phải gỗ khó kiếm mà gỗ gỗ kiếm nhiều slot, tốn slot lắm ấy kiểu. Đấy. Mình sẽ lấy rất nhiều gỗ. Mà lấy hết gỗ nó cũng chả cờ, cũng chả đáng cái cục kim cương này đâu. Gỗ ấy, một miếng đồ ăn ạ. Xem này bao nhiêu? 10 gỗ. Mình nghĩ là mình có thể đổi được hết 10 gỗ. À, 10 material. Nếu mà được thì mình sẽ làm luôn. Vì áp lên cái đấy lên nấu ăn cho nó thoải mái. Ôi rồi ôi bạn còn 5 gỗ ạ, à, vãi đái. Lấy hết. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. Ôi lấy lên đi. Bởi vì cái này nó khá là rẻ. Kiểu you can have it for almost nothing mà đấy. That would quite common, I guess. You gotta be kidding me. Undo, try harder, fuck you. Oh, fuck you, fuck it. Fine, we can have a deal. Khi mà nó nói câu đấy, đẹp. Khi mà nó nói câu đấy thì tốt nhất mình nên cố gắng nhét thêm một hai cái này vào. Được không? Topic sao? Nothing. Almost nothing nhớ. Almost nothing thì tại sao ta lại không lấy? Gì nữa? Không được, không được. Thôi, đổi hai nước lấy hai xì gà. Lẹ, tao cần. Mình cần nước, mình cần xì gà đấy. Thôi, bỏ qua đi. Ok, đi đâu? Cú đi, tao không cần mày nữa. Mày chết luôn đi. Tao cần mày à. Nước. I need water. Đồ ăn là một thứ không bao giờ có thể thiếu trong cái game này. Trong cuộc sống của bạn như vậy. Nước. Con người có thể sống mà thiếu thức ăn hơn một tháng. Gần chắc là gần tháng mình nhớ không được. Nhưng mà thiếu nước chỉ trong một tuần hay là cơ thể bạn suy nhược luôn. Bạn đừng nghĩ đến việc nuốt nước bọt vì đằng nào nữa là nước bạn tiết ra thôi. Không không có tác dụng đâu, đừng cố gắng. Don't try, ok. So, kết thúc ngày. Kết thúc ngày thôi. Gì này? Gạt, ai cho mình ngủ? Ơi, chết rồi, mình quên mất không làm cái nhà kia, trời ơi. À đúng rồi, mình nhớ nhầm đến cái nhà này là nhà của hai ông bà già. Thực sự thì cái nhà này ấy, thì kiểu mình chơi một lần rồi mình để ý mà mình có lời khuyên các bạn là như này. Cái nhà này, hai ông bà già này. Hai ông bà già này là hai cái lạ, hai ông bà đánh vào lương tâm mình nhất. Kiểu chúng ta không thể cướp hai ông bà già nhưng mà chúng ta cần phải sống. Mà hai ông bà già cũng sắp chết đến nơi rồi. Nhưng ông bà già ấy còn gia đình.
nhưng cũng thế là mình rất phân vân, mình không muốn biết là mình cướp hay không nữa. Thế là ấy, mình có một lời khuyên là ấy, hai con bài già rồi, game này thì có hai mùa, một là mùa hè, hai mùa đông. Thế thôi đợi mùa đông mình đi đến đấy, bởi vì đằng nào hai con bài cũng chết, mình đỡ cảm thấy tội lỗi ấy nhở. Không sao. Chúng ta sẽ đến supermarket. Heal a weapon amount. Heal a weapon à? Có mình nghĩ là mình không cần weapon lắm. Bây giờ. À đấy, nói cái supermarket, mình mong là mình đi khi mình đến cái supermarket này mình không gặp cái bọn cướp. À mình gặp bọn cướp cũng được, nhưng mình không gặp cái thằng kia hiếp dâm con gái. Xin lỗi. À, hay quá. Mình gặp bọn cướp rồi. Cái bọn này hay ở chỗ là ấy, kiểu kiểu mình gặp nó sẽ không làm gì mình đâu. Hey you. Should we not đấy, bọn này rất là có tình người, hiểu không? Rất là có tình người. Yêu ấy. Hi hi. Bọn này có tình người vãi. Kiểu mình gặp bọn này khi mình vào supermarket mấy cái là mình thấy vui rồi. Nó không làm gì mình luôn. Nó còn cho mình lấy chung đồ nữa. Bọn này rất là có tình người nhá. Mặc dù tay cầm súng. Đấy chưa? Thế mình nói các bạn là chiến tranh thì chiến tranh, bạn tốt với người ta sẽ tốt lại cho bạn. Đấy là bài học của cuộc sống. Ôi phút này. Yêu thế. Supermarket thì mình lấy phút là chính. Ôi nhiều phút quá. Ôi thương thế. À thế rồi, đừng quên nhiệm vụ ngày hôm nay. Phút tất nhiên là phút là chính rồi, nhưng mà đừng quên nhiệm vụ à, lấy cái này. Đây, ba cái này đi trao đổi cực kỳ nhiều luôn. Thế gắn bao giờ thôi mình bỏ lại cũng được. À, trời ơi, tôi tốt với người ta tốt với tôi này. Thích thế. Mày cắt mày ai còn chiêu. Mày cắt mày à mà dò ai on me then what? Chiêu sao nào bà biết. Hi hi. À hi hi đồ chó. Tao cần gỗ chứ tao không cần cái này. Cái đấy tao có đủ rồi. Cái làm có nhiều đồ phết đấy. À hi hi. Ôi electric tool bag. Ôi fuck. Oh my god. Trời ơi, tôi cần cái này. Tôi lại phải bỏ thi đà. Tobacco. Ôi trời ơi, thôi không sao. Tí bây giờ mình chả biết phải bỏ gì ấy. Chắc là bỏ đường. Đường ra lấy nốt cái gỗ đi về. Cảm ơn bọn này bởi vì bọn này khá là tốt. Khá là tốt cho mình những cái ngày kiểu ngày đầu tiên ấy gặp bọn này khá là thích. Vì bọn nó sẽ để nhường cho mình. Nhường đồ cho mình không phải lo, mình cũng chả có ý định gì mess với bọn này cả. Trừ khi mình có vũ khí thì mình đánh nhau bọn ấy lấy súng thôi. Nhưng thế thì bọn này đi về nó sẽ rất buồn. Bọn nó sẽ bảo oh my god, look at Paul. He fucking kill somebody, fuck him. Cảm thấy tội lỗi. Chỗ này không có à? Không có thôi. Cảm thấy tội lỗi, các bạn lại cảm thấy tội lỗi, các bạn đổ lỗi cho mình. Bảo, why you do that? Fuck you. Cause you don't do that, don't kill innocent people. Cảm thấy buồn chán. Thôi tất nhiên là sách này. Tao cần gì có cho bố mày, mày có gì mà tao có cho bố. Nhớ không nhầm ở đây có thuốc thì phải. Biết ngay mà. Thề. Em ơi cuộc đời đôi khi nó khiến tôi phải suy nghĩ và lựa chọn sâu xa vậy. Kiểu
thuốc đấy nhưng mà không nhặt được rồi, mình thừa đồ rồi. Gỗ, ôi lại Katakan. Trời ơi, đây nhiều đồ tốt đấy các bạn ạ, thề. Đấy lại thức ăn này. Thấy không? Thấy chưa? Mình gặp bộ này mình thề mình may mắn vãi cả trưởng ấy. Trời ơi, mình cầm nhiều thức ăn quá. Full hòm thức ăn rồi. Làm ơn đừng có thêm thức ăn nữa. Cho mày hãy đừng nói là đây chỉ có nước thôi nhá. Không sao. Có đường. Ta không biết chúng ta phải lấy cái gì, chúng ta thiếu một gỗ nữa. Oh my god. Lại food, lại electric. Chắc phải bỏ này rồi. Trời. Gỗ này, đấy, đủ gỗ rồi đấy. Về nhà up đi. Tôi phải bỏ cái gì ra để lấy cái đống thuốc kia đây. À, bọn này thì nó ở đây hết đêm rồi, mình chạy về thôi, mình lấy đủ đồ rồi. Một đống đồ ăn này, ôi dồi ôi, tôi sống đến ngày mai nhá. Còn một ngày nữa mà thôi kệ. Yes, kết thúc một đêm, Paul is back và chúng ta đã cầm về một đống đồ. Rồi hy vọng mà mong manh cuối cùng là chúng ta đích bị cướp thôi. Ê, cái trò em nó cướp, mình có mỗi con dao phải làm được gì cho đời. Đừng bị cướp nha. I got back, I got the med. Ok. I got back and got the med. Ê, we have been raided. None of us wounded. Attack didn't steal anything. Able to defend ourselves. Ố dè. Very hungry. Nó very hungry rồi thì mày xuống mẹ ấy chứ. Mày không nhìn thấy tủ thức ăn đầy 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 hòm mà. Thôi rồi, ôi nó mất một lọ cà phê rồi. Thôi xong. Trời ơi, tôi tao thua mày Cassia. Tao đến thua mày. Thề cái con này. Em ơi. Tôi buồn quá con Cassia ơi, Cassia ơi tao buồn mày quá. Tao thương mày, tao thương hết mực rồi, mày làm thế với tao thì tao cũng thua. Ôi kéo ơi, cà phê thì đã ít rồi, cà phê thì đã đắt rồi. Thế bà uống hết cà phê thì tôi lấy đâu ra cà phê tôi đi trao đổi nữa. Nấu hết đồ ăn đi cho nó nhanh. 8 phút rồi, hết sạch luôn. Thôi kệ. Đồ ăn người ta cho mà. He he hi hi. A hi hi đồ chó. I had enough sleep với tất nhiên rồi, mày thì nhất mày rồi. Tí ra ăn uống rồi làm gì đi. Không, đừng đốt sách. Cái ngày đầu tiên, mấy cái ngày đầu tiên này chả việc gì làm cả. Được cái mình có thằng Bruno thì bạn ấy đấy, theo như cái ngày đầu ngày cái lần đầu tiên bạn chơi game nó cho bạn bộ ba xuất sắc hoàn hảo nhất đấy, có thằng Pau chạy nhanh này, con Katia chơi tốt này, có thằng này nấu thức ăn thiện đỡ tốn này. Ôi trời ơi, còn gì đời, còn gì vui hơn, còn gì vui hơn đời, còn gì vui hơn. Chả nhìn cái gì cả. Dậy đi ăn, dậy ra nhồm nhoàm đi, lên đây đợi cửa, phải ăn nhanh lên. I think I have a silver. Tao không biết silver của mày là gì nhưng mà mày ra đây mày ngủ đi. Sad, tired, tired, hungry. Tôi không muốn gì ngoài việc cầm được cái rượu cả. Những ngày đầu trôi qua thật là ảm đạm và êm đềm. Đến đây thôi. Trời ơi. Spa.
Lockpick may come at handy. Sniper Junction. Some food, some meds, a lot of park. Very risky. The city center used to be beautiful with park, square and monument, surrounded by old building. Unfortunately, numerous incidents with civilians shot out there earned it the nickname Sniper Junction. We might find valuable things there, but it's very risky. Bad tiếng Anh 10/10. Thì cơ bản là gì? Mấy anh ấy đây từng là trung tâm thành phố, từng là hồ gươm của cái đất nước này, nhưng mà cho đến khi mà bị bọn mấy thằng người dân bị đang đi thì bị headshot vào đầu, và đã chủ đây nó có tên là Sniper Junction, bãi rác sniper. Thì mình đã có từng ra đây, và chỗ này thì phải nói là ui rồi ôi, nhiều đồ cực luôn, nhiều vũ khí cực luôn, nhưng mà đi rất phải cẩn thận. Và thường thì cái chỗ này mình đi cuối cùng luôn, nên mình cũng không có ý định quay lại đấy làm gì cả. Còn hôm nay mình ra đây mình nhặt nốt đồ thôi. Mình chứ không có lockpick. Thôi cầm đồ đi. 12 cái electric pack thì tao sợ cái gì ạ? Nhặt hết đồ rồi. Hôm nay dọn nốt thôi. Khung cảnh thật là êm đềm, yên ắng, yên ả. Trèo cầu thang mà không ai. Mình thề cái kết cấu của cái nhà này nó cứ mấy cái nhà trong cái game này nó cứ kiểu gì ấy. À, nhìn cầu thang thẳng đứng quay xây nhà này không? Vãi cả đái. Vãi trưởng supermarket ạ. Thề mình chưa thấy ai xây nhà kiểu này luôn. Mà trong cái này toàn cầu thang thẳng đứng. Kiểu bạn muốn lên tầng 2, bạn đi cầu thang thẳng đứng. Như kiểu Việt Nam mình ấy. Thì muốn lên tầng 2 bạn phải có cái cầu thang xoắn xoắn, cầu thang đi nghiêng nghiêng này đúng không? Đấy. Thế mà không, bên này một lên tầng này thôi. Còn các bạn muốn lên á, mày đi cầu thang thẳng của tao. Mình cũng chả hiểu cái bọn kiến trúc sư ấy ăn tiền làm gì. Thế này này, kinh nghiệm. Các bạn muốn... À mà nói thêm cái việc bạn đi cầu thang nào cũng ảnh hưởng đến cái vision của bạn. Như cái cầu thang thẳng này mà chỉ nhìn một khoảng rất là ngắn thôi. Nhưng mà bạn đi cầu thang chéo chéo này bạn sẽ nhìn được khoảng bao quát như này. Còn cầu thang thẳng thì bạn chỉ nhìn được đúng kiểu tam giác này thôi. Nên là kinh nghiệm, bạn muốn không muốn bị trộm mà muốn có cái nhìn bao quát, hãy xây cầu thang nghiêng. Đừng bao giờ xây cầu thang thẳng. Đừng bao giờ xây cầu thang thẳng. Lời khuyên chân thành từ một con người cũng không học kiến trúc đâu, mà thằng em nó học kiến trúc và mình học tài nguyên nước. Mình chỉ biết đi nối đường cống thôi. Nhưng mà lời khuyên chân thành là các bạn đừng bao giờ xây cầu thang thẳng. Nó vừa mất thẩm mỹ, mặc dù nó cũng gọi là không chật đâu, nhưng mà nó không gọi là mất thẩm mỹ, nhưng mà nhìn cái nhà nó kiểu đơn sơ nào ấy, kiểu nó giống như là bạn đi hầm trú ẩn ấy. Đấy, kiểu thế. Thế là lời khuyên chân thành, bạn đừng có bao giờ xây cầu thang thẳng. Cầu thang thẳng nó vãi cực lắm. Các bạn hãy sống vì tương lai, sống vì đam mê, đừng bao giờ xây cầu thang thẳng các bạn nhé. Mình đang dùng cái giọng ngu si gì thế này, nghe vãi bịp quá, nghe xàm lờ và thiểu năng quá. Mong các bạn thấy hay, hãy like và subscribe. trời ơi, bây giờ tôi ra đây tôi nhìn thấy electric park là tôi bỏ luôn cái đống kia đấy. Thề. Mồm. Thối dã man. Thối không để đâu cho hết luôn. Thối. Mồm thối dã cả man luôn. Ai cả trưởng. Cái lý do tại sao mình không thể bỏ cái electric park rồi gì chắc mình cũng nói ở cái lúc nãy rồi. Ê, mình thối dã cả man, mồm thối vãi. Bỏ cái món đồ chơi tốt để lấy một cái món chế đồ. Chán vãi. Đi 2 ngày buồn ngủ. Thế.
ngủ ấy. Lại pha cà phê, tao thấy. Tao đùa mày. Chán, chán con Cassia này lắm rồi. Chán con Cassia này lắm rồi. Hờ đi lấy cà phê ra uống. Tiền sử mày. Mày lốc cà phê mày ngại cà phê mày chết luôn đi. Mày chết luôn đi. Trong khi cái thằng này này, nó đang ốm liệt giường đây, mày lấy cà phê mày uống. Thằng này tao bắt nó đi ngủ, nó không hút thuốc rồi. Mà đã hết thuốc rồi. Thua. Ôi giời ơi. Uống cà phê không chưa? Chưa uống xong à? Uống nốt đi. Uống nhanh lên, mày đi lên mày làm việc của tao. Work, work, work you son of a bitch. You daughter of the beach. Mình có bao nhiêu nước vậy? 11 nước là chắc đủ dùng đấy. Đứng dậy và làm việc đi. Mày hất cái cốc như thế à? Thề. Đấy, mày thấy không? Cầu thăng thẳng. Tôi thề luôn. Chán. Buồn vãi. Nhà thì chọn cái nhà xấu xí, đồ thì không biết tiết kiệm. Mất cả nước của bố. Bọn này chắc là đến xin xin giúp đỡ rồi. Please help này này. Tao nói hẳn luôn nhá, tao không giúp đâu. Tao cho mày thuốc thì còn được chứ. Gì? Ơi, I need your help. The help is us again. The military intensify shelling of our area. And we decide we need to reinforce our improvised shelter in the cellar. I have got the necessary material, but we could use an extra pair of hands. Could you help me? Wait me a second. Cái bọn này là cái bọn vừa nãy vừa cho mình phút ấy. Bây giờ mình không giúp mình. Mà ngày mai là cái ngày bọn thằng Victor đến nó trao đổi rồi. Mình sợ bọn hàng con này nó không về được trước cái hôm đấy ấy. Thôi đi đi. Kiểu nó đi mà hất tay cái. Kiểu follow me my friend. Chúng mày đi chết đi. Tao chán. Đấy vừa nói xong có lo luôn. Ê Hugh Among the Weapon Quail Sniper Junction. Chúng ta nên đi đâu? Chỗ nào cũng có người cả. To share with us. Caution advice. This school has been selected several times. Unfortunately, most of the cellar have been collapsed, so it might be a good idea to bring out the soup or maybe some other tool. They should say some whole lab people take refuge inside the building. Nó mà nói thế thì 100% là bọn này có súng. Nhưng mình không thể vì nó có súng mà mình có thể bỏ qua cơ hội này được. Thôi tốt nhất là mình. Mà mình thề. Thằng này thì sick on med. Nó đang ốm. ốm mãi cả trưởng ra. Nhưng mà bây giờ đi mà nó chạy mà nó bắn nó một phát thì thôi mình cũng. Thế thì thà mình đi Sniper Junction còn hơn. Vì Sniper Junction còn nhiều. Ôi như bà mày không có lockpick. Sniper Junction ấy. Nó nhiều. Cái cửa nó bị khóa lắm. Phải có chainsaw nữa cơ. Mình tích. Nơi đây có food này. Ở đây cũng có some food.
Đánh giờ rồi đi luôn đi. Ngại ngùng gì, đúng không? Ngại ngùng gì? Tao sợ chúng mày à? Mày bắn nào cái nào cho chết luôn đấy mào. Làm sao bắn mình chết luôn được? Để bảo vừa vào là tăng cái chết luôn. Ok. Đây gọi là sân này bỏ răng sân của mày đã. Ronald get shot by the sniper. Ôi trời ơi. Cái chỗ này là cái chợ đen ấy. Bắn gì ấy? Ôi dồi ôi. Ôi dồi, nó cứ bắn thế này. Ôi dồi. Ôi rồi ôi thôi nó bắn tôi rồi. Ôi rồi ôi. Vừa đi lon ton nó tằng ngáy phát chân. Ôi rồi ôi, về nhà ăn cơm, uống thuốc, đi ngủ. Hôm nay chúng ta stay home. I barely make it. I need help. I need help, it hurt. It hurt. It hurt. Our neighbor. Supply. Very hungry. Đi uống thuốc đi. I worry about Paul. Pay up hand. Unnecessary risk. Cái thai nó rất là khốn nạn nữa. Mẹ mày sống đi mẹ, mẹ chỉ nghĩ bản thân đi mẹ mày. Con này lại uống thuốc. Tao thua. Thiếu đúng hai gỗ. Hết cả băng luôn. Ơi trời ơi. Slightly sick thì mình nghĩ là không cần lắm. Nhưng mà thôi hôm nay bọn này ngủ rồi, bọn này ngủ nhà rồi, không không đi đấy được rồi. Mình khá là ngạc nhiên là nó lấy cái bối cảnh chợ chợ đen ra để nó làm cái Sniper Junction ấy. Nhưng mà nó chắc không sao đâu. Không sao, tao cho đi ngủ rồi. Hôm nay nó ở nhà thôi, nó không đi đâu nữa rồi. Cũng còn Katia, Katia cũng 12 hòm đồ. Có người đến nhờ sự trợ giúp. Không phải như thế, tao không bảo mày, mày đi ngủ đi. Thằng này nó thức cả đêm rồi, cho nó thức nốt đi, làm sao đâu. Sao? Có gì? Chúng ta gặp con bít nhất cái game này. Và nó tên là Arika. Hey, what's up? Nice plate you got there. I'm looking for some plate to lay low for a while. You know, I used to live in a large block of flat till I got show. Here's the deal. You let me stay here. I help you out. I can move as quiet as a cat. Mình đang có ý định đi cướp và chúng ta gặp con Arika. Cũng được đấy. Give me a second. So, what will it be? Được, tao cho mày vào. Vào đi.
You won't regret this. I hope so. Tao cũng mong như vậy lắm. Tao mong là mày có thể kiếm được cái giống gì đấy cho tao. Mong vậy. Đừng làm tao thất vọng. Mình sẽ làm một cái gì đó. Pepe, Herbal Med, Bandit, Low Quadro, Up Cigarette. Cigarette? Martello? Maxiapalatico? Cigaretto? Cigaretto! Mình vừa nói gì vậy? Mình làm gì vậy? Mình đang làm gì với cuộc đời mình vậy? Để chúng ta sẽ suy nghĩ xem con nào là đứa. Ok, end day thôi, gì nữa. Có đứa đến rồi. Cho mày canh gác. À không, cho mày đi scaven. Cho con này canh gác, con này ngủ hết. Nó pick chẳng cần. Ruin Villa. Chúng ta nên đi đường nào? Chúng ta nên đi nơi nào? Các bạn chọn đi. Ờ, mình sẽ đi đường này. Mình nó có huge mà. Tại sao không? Mình nó huge mà. Huge, hiểu không? Huge. Devastation. Lấy hết. Nhẹ nhàng thôi. Sneaky at the cat. Mở nhẹ cửa. Just one more minute. Mở cửa. Steal đồ. Nhẹ nhàng thôi. Lại đêm kia. Hay quá. Take all. Có ai không? Nhẹ nhàng thôi. Easy. Mình đang nói cái giọng rất là nhỏ nhẹ, em bạn không nghe thấy mình xin lỗi. Ôi nhẹ 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 thôi. Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. À cứ chết rồi. Oh my fucking god. Nhiều đồ quá. Oh god, nhiều đồ quá. Bỏ hai cái này đi. Hai cái này này. Nước 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 nước, có nước nước không? Không được nước ạ. À, chúng ta lấy cái gì bây giờ? What should we lấy? What should we lấy? What should we lấy? What? Hell. Có vũ khí không? Kim cương. Có thể bỏ cả sách để lấy kim cương không? Mình nghĩ là con này nó sẽ chết đây này. Mình nghĩ là con này sẽ chết trong ngày hôm nay này. Mình nghĩ là con này nó sẽ chết trong ngày hôm nay này. Mình nghĩ là con này sẽ chết trong ngày hôm nay này. Come out, you cunt. Ô, mày đóng cửa. À, đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Heaven come seem closer now. Gotta find you. Run to exit. You are dead. Run to exit. Get her. Trời ơi, bọn này cũng không có súng nên mình cũng không phải sợ lắm nhưng mà à, tôi sợ, tôi chạy đây. À, tôi lấy được từ tôi cần rồi. Ý, tôi lấy được từ tôi cần rồi. What a night. Bọn kia thì cũng thấy buồn nhưng mà xem. Mình chắc chắn là bọn này sẽ thấy buồn mà vì bọn bởi vì con này đi ăn cướp. Cái thằng Bruno này nó rất là tội lỗi. Cái con cái thằng cửa hó này nó rất là tội lỗi á. Kiểu
Tội lỗi rồi đấy. Sống nhìn trước nhìn sau đi mày. Trời ơi, sống tội lỗi vậy đấy. Thôi kệ, nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Thôi không sao, chúng ta phải cảm ơn nó vì nó đã đi cướp hộ chúng ta. You thank him for stealing for you, you son of a bitch. Thank her. Hiểu không? Thank her. Thôi, 45 phút rồi. Mình không hiểu tại sao mình chơi game này lâu đến vậy. Thôi end day ở đây thôi, bởi vì bây giờ mình bắt đầu mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và nếu các bạn thấy hay hãy like và subscribe. Tầm này mình làm hơi lâu, tận 45 phút, gần bằng game Liên Minh luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay hãy like và subscribe. Có gì không hay thì cứ việc dislike và subscribe và comment ở phía dưới để cho mình sẽ rút kinh nghiệm các video lần sau. Sắp tới mình sẽ triển khai thêm những cái content mới. Mong các bạn ủng hộ. Chào các bạn và hẹn các bạn gặp gặp lại các bạn trong các video sau. Peace out.